Đạo Phật là một tôn giáo bình đẳng. Tác giả: Trưởng lão Thích Thông Lạc. Giáo án rèn nhân cách. Lớp ngũ giới Đức Hiếu Sinh, tập 2. Bài học thứ 27. Rèn nhân cách Đức Hiếu Sinh ý hành, khẩu hành, thân hành. Đức Phật độ cho người gánh phân. Thành Phá Vệ có một người chuyên Đà La sống về nghề đổ phân. Một hôm, Đức Phật gặp giữa đường, bèn kêu lại. Người đổ phân thưa rằng: Con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần Ngài. Đức Phật nói rằng: Ta nay muốn cứu độ cho người. Rồi Đức Phật tự thân dắt người gánh phân xuống sông Hằng, tắm rửa sạch sẽ và đưa về Tịnh Xá Kỳ Hoàng, cho xuất gia làm sa môn. Người gánh phân thành ra tinh tấn, cần khổ chuyên tâm, nên chưa đầy một tuần chứng quả A-la-hán, thần thông tự tại. Lúc bấy giờ vua trong nước nghe tin Đức Phật độ cho một người chuyên Đà La, lấy làm bất mãn, cho rằng làm như vậy ô nhục hàng sa môn và làm khó khăn sự kính nể của các hàng vua chúa, liền đến Tịnh Xá để trách Đức Phật. Khi đến chỗ Phật ở, thì thấy một vị sa môn uy nghi đức hạnh ngồi thiền trên một tấm đá, hiện nhiều thần thông kỳ diệu. Vua lễ Phật và bạch rằng: Bạch Thế Tôn, vị sa môn kia danh hiệu là gì? Sao lại có nhiều thần thông như vậy? Đức Phật bảo rằng: Đó là người gánh phân, nhờ công hạnh tinh tấn nên chứng được quả A-la-hán. Rồi Đức Phật dùng thí dụ cho vua rõ ràng. Như ở trong bùn dơ bẩn có nở một hoa sen thơm ngát. Vậy bệ hạ là người có mắt, bệ hạ có hái lấy đóa hoa kia không? Đóa hoa tuy mọc trong bùn lầy mà thơm ngát hương quý, rất nên dùng để trang sức. Còn bùn lầy dơ bẩn kia thì nên quán xem như là bào thai của bà mẹ, chính từ trong bào thai mà sinh nở đóa hoa công đức. Lúc bấy giờ vua bạch Phật rằng: Vị A-la-hán trước làm nghề đổ phân, nay công quả tu hành viên mãn, chứng được quả bất khả tư nghị. Trẫm nay xin nguyện luôn luôn cúng dường mọi món cần thiết, không dám để thiếu thốn. Trả lời câu hỏi 1. Thành Xá Vệ có một người chuyên Đà La sống về nghề đổ phân. Câu này chỉ đạo đức nhân quả nghiệp báo quá khứ. Vì nhân tiền kiếp chấp ngã, xem mình là hơn hết, thiếu lòng cung kính tôn trọng người khác, lại thêm mang tính bỏn sẻn, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, hay nói xấu người, nói dối không thật, nên hiện kiếp sinh làm người trong giai cấp hạ tiện chiên Đà La. Nghèo khó, bị mọi người khinh chê, không cung kính và tôn trọng. Muốn không sinh vào những giai cấp hạ liệt, cùng đinh trong xã hội, thì trong hiện kiếp phải biết sống tôn trọng, cung kính mọi người, phải biết sống khiêm hạ đối với mọi người. Nhờ sống trong hiện kiếp như vậy, nên những kiếp trong tương lai đều được mọi người cung kính tôn trọng và được giàu sang danh vọng. Người sống với lòng cung kính tôn trọng người khác, biết hạ mình khiêm tốn chắp tay cúi đầu chào mọi người trước khi mọi người chào mình, là người biết sống trong đạo đức hiếu sinh nhân quả, đức khiêm hạ thân hành. Nhờ sống trong đức khiêm hạ cung kính người khác mà kiếp sau mới sinh làm người trong những giai cấp quý tộc. Nhờ sinh trưởng trong gia đình có giai cấp quý tộc, nên trong hiện kiếp được mọi người cung kính, tôn trọng và quý mến. Đoạn kinh này dạy nhân nào quả nấy, để chúng ta biết đức khiêm hạ. Là một đức hiếu sinh, sống đối xử biết cung kính và tôn trọng người khác, cũng chính là cung kính, tôn trọng mình. Đó là nhân hiện tại, quả hiện tại. Đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành là một đức hạnh tuyệt vời, lúc nào chúng ta cũng áp dụng vào đời sống. Bất cứ gặp một người nhỏ tuổi cũng như một người già lớn tuổi, chúng ta đều thực hiện đức khiêm hạ như nhau, thì chúng ta sẽ được mọi người cung kính và tôn trọng. Có tôn trọng người thì người mới tôn trọng lại mình. Mỗi người nên sống khiêm hạ, sau này sẽ thành những thói quen có lễ độ, có văn hóa tốt đẹp. Đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành là một hành động văn hóa lễ độ rất tuyệt vời mà chỉ có con người mới thực hiện được. Còn con thú dù có thông minh cỡ nào thì cũng không thực hiện được đức khiêm hạ hiếu sinh thân hành. Trả lời câu hỏi 2. Một hôm Đức Phật gặp giữa đường bèn kêu lại. Hành động Đức Phật kêu người chuyên Đà La lại gần mình
là một hành động đạo đức bình đẳng hiếu sinh nhân quả khẩu hành. Tất cả mọi người, ai cũng biết đạo Phật là đạo bình đẳng, đạo sang bằng giai cấp trong xã hội. Chỉ còn có một giai cấp duy nhất, đó là một giai cấp sống bình đẳng như nhau. Đạo Phật không những bình đẳng với loài người, mà còn bình đẳng đến với cả loài cầm thú. Vì tất cả những loài động vật và các loài thảo mộc đều có một sự sống như nhau. Vì thế, đạo Phật là đạo của sự sống. Lúc bấy giờ, Đức Phật xuất hiện trên đất nước Ấn Độ. Nhưng đất nước Ấn Độ chia ra làm bốn giai cấp rõ rệt như sau. Một, giai cấp sát đế lỵ, tức là giai cấp cai trị nước. Hai, giai cấp bà la môn, tức là giai cấp thống trị tinh thần mọi người. Ba, giai cấp thợ thuyền, thương buôn mậu dịch. Bốn, giai cấp chiên đà la, tức là giai cấp cùng đinh làm thuê, làm mướn, làm nô lệ. Hành động kêu gọi những người trong giai cấp cùng đinh hạ liệt để giúp họ nâng cao giá trị đời sống làm người. Bởi sự sống của con người thì người giàu cũng như người nghèo, người làm vua, người làm quan cho đến người làm dân tầm thường cũng như nhau, không có ai hơn ai cả. Cho đến tất cả các loài động vật và thảo mộc trên hành tinh này đều có một sự sống, mà có sự sống thì phải được hưởng bình đẳng như nhau. Cho nên hành động kêu gọi người chiên đà la là Đức Phật sang bằng giai cấp hạ liệt cùng đinh của xã hội Ấn Độ bây giờ. Đó là một hành động đạo đức hiếu sinh khẩu hành nhân quả bình đẳng, xem tất cả sự sống trên hành tinh này như nhau. Nếu không có lòng yêu thương thì không bao giờ có sự bình đẳng. Sự bình đẳng tức là đức bình đẳng. Người ta kêu gọi sự tự do bình đẳng, nhưng người ta không có lòng yêu thương thì sự tự do bình đẳng đó không bao giờ có. Cho nên tất cả những đức hạnh khác đều do từ đức hiếu sinh này mà ra. Có đức khiêm hạ thì mới có đức cung kính và tôn trọng. Có đức cung kính và tôn trọng thì mới có lòng yêu thương chân thật. Có yêu thương chân thật thì mới có xả tâm ly dục, ly ác pháp. Từ đức hạnh này có liên hệ với đức hạnh khác như một chuỗi dài vô tận của đạo đức. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Vì thế chúng ta cố gắng thực hiện cho bằng được đức hiếu sinh như trời như biển thì tất cả đức đều hiện rõ nơi chúng ta. Trả lời câu hỏi 3, người Đỗ Phân thưa rằng: con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần ngài. Câu trả lời này thiếu đạo đức bình đẳng hiếu sinh khẩu hành. Thường ở đời, những người có sức mạnh thường tạo thế lực để lãnh đạo trong nước, rồi chia ra làm nhiều giai cấp. Nhưng hiện giờ có hai giai cấp nổi bật nhất là giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Do sự bị trị lâu dài của giai cấp thống trị và bị bắt buộc giai cấp bị trị phải tôn trọng và cung kính giai cấp thống trị, vì thế giai cấp bị trị thường tự xem giá trị của mình thấp kém không bằng giai cấp thống trị. Cho nên lời nói của giai cấp chiên đà la: con là người gánh phân ô uế không sạch, không dám lại gần ngài. Sự phân chia giai cấp đã đánh mất lòng yêu thương bình đẳng của con người. Con người ai cũng có một sự sống như nhau, cũng buồn vui đau khổ, cũng giận hờn phiền não như nhau, cũng sợ chết và ham sống không khác nhau, cũng ăn uống, cũng đói khát, cũng lo lắng, cũng sợ hãi như nhau. Thế sao lại sống không bình đẳng, không thương nhau? Hiện giờ tuy đã sang bằng giai cấp, nhưng trong tinh thần con người cũng còn nhiều ranh giới giai cấp như giai cấp tri thức, giai cấp bình dân, giai cấp lãnh đạo, giai cấp thường dân, giai cấp nông dân, giai cấp thợ thuyền, giai cấp thương buôn, vân vân. Tuy thấy không có sự khác biệt rõ rệt, nhưng hàng rào ranh giới giai cấp vẫn còn e dè do bản ngã của con người đối xử với con người ở giai cấp này với giai cấp kia còn có vẻ khinh chê. Một người học giỏi cũng có vẻ khinh chê coi thường người học dở, đó là thiếu đức hiếu sinh bình đẳng. Người có đức hiếu sinh bình đẳng thì đánh mất tính ngã mạn, tính tự cao tự đại của mình. Cho nên càng học giỏi học cao thì càng bộc lộ đức khiêm hạ, thì học giỏi học cao mới được mọi người quý trọng. Đức khiêm hạ nằm trong đức hiếu sinh. Người có đức hiếu sinh là có đức khiêm hạ. Có đức khiêm hạ là có đức bình đẳng. Có đức bình đẳng
thì mới sang bằng giai cấp trong xã hội loài người. Trả lời câu hỏi 4, Đức Phật nói rằng, ta nay muốn cứu độ cho người. Lời dạy này là đạo đức hiếu sinh khẩu hành giáo hóa. Lời nói yêu thương của Đức Phật đối với giai cấp cùng đinh hạ liệt thật là tuyệt vời. Lời nói yêu thương ấy thể hiện đức giáo hóa bình đẳng cao thượng mà không có một tôn giáo nào có được. Lời nói của Ngài đã đem lại sự sống bình đẳng cho giai cấp hạ liệt trong xã hội. Đạo Phật là một tôn giáo bình đẳng, lấy sự sống của muôn loài làm mốc bình đẳng, tức là bình đẳng trên sự sống. Vì muốn sống được bình đẳng, nên Phật giáo lấy tiêu chuẩn sống tứ vô lượng tâm, tức là sống với tâm từ bi hỷ xả. Vậy sống với tâm từ bi hỷ xả như thế nào? Xin quý tu sinh hãy đọc lại bộ sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm thì sẽ biết cách sống. Sống theo Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm là sống rất đơn giản, chỉ lúc nào cũng thể hiện lòng yêu thương đối với mọi loài. Cho nên đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, suy nghĩ đều lấy đức hiếu sinh làm tiêu chuẩn sống hàng đầu. Lúc nào cũng nhớ mọi người đang thương mình, và lúc nào mình cũng đang nhớ thương yêu mọi người, mọi loài chúng sinh. Có sống được như vậy mới thể hiện đức bình đẳng hiếu sinh. Người sống không có giai cấp là người sống với lòng yêu thương chân thật. Xã hội loài người ai cũng sống được như vậy thì chúng ta không cần kêu gọi bình đẳng, nhưng cuộc sống vẫn bình đẳng.